Chào mừng anh em đã quay trở lại với MG Gaming. Li Jue là quốc gia lấy hình mẫu từ Trung Quốc. Từ quá khứ cho đến hiện tại, Li Jue được bảo hộ bởi rất nhiều tiên nhân và các vị thần, nên những câu chuyện về ma thần ở vương quốc này cũng vượt trội hơn về số lượng so với những đất nước khác. Không biết anh em có để ý hay không, nhưng các truyền thuyết lịch sử về các ma thần cổ xưa của Li Jue luôn được lồng ghép với các sự kiện hạ giờ đặc biệt hàng năm. Đầu tiên là truyền thuyết của ma thần bếp Goba với sự kiện trăng thu soi sáng phiên bản 2.1, và gần đây nhất là sự kiện âm vang dạ tấu trong phiên bản 3.4 của ma thần bụi Guzhong. Cả hai sự kiện đều tập trung nói về các vị thần cổ xưa của Li Jue và những người bạn của Nham Thần. Nhân vật mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay chính là ma thần bụi Guzhong, vị thần được nhắc đến trong sự kiện âm vang dạ tấu. Guzhong còn được biết đến với cái tên là ma thần Hagentus, ma thần bụi, là người đã cùng Zhongli cai trị Li Jue ở thời cổ đại. Ban đầu, Guzhong và Zhongli là hai vị thần có lãnh thổ cai quản khác nhau. Guzhong là một nữ thần hiền lành, thông minh nhưng lại không có sức mạnh gì nổi bật. Vậy nên cô đã cùng Nham thần Morad, người có sức mạnh vô song, lập ra một khế ước, hứa hẹn về việc xây dựng một quốc gia mạnh mẽ và giàu có, nơi người dân có thể sống bình yên. Hai vị thần đã cùng với những người bạn tụ họp lại, cùng hình thành và phát triển nơi gọi là Quy Ly Tập cho khu vực Quy Ly Nguyên. Guzhong luôn nghĩ con người là một quần thể yếu đuối cần được bảo vệ và hướng dẫn. Không vì sự yếu đuối đó mà cô xem thường họ, trái lại cô có một tình yêu đặc biệt và niềm tin to lớn dành cho con người. Điều đó thể hiện có 4 điều răn cổ xưa của cô được cất giấu trong 4 cái đĩa kỳ lạ ở Quy Ly Tập mà chúng ta được tiếp xúc qua nhiệm vụ của thế giới kho báu Quy Ly. Đoàn kết một lòng, mãi không đổi thay, trí tuệ giống như nước, vận dụng vạn vật, trong sáng như gương, đức hạnh như cây ngay, bao phủ che chở, không ngừng sinh sôi, gân cốt rắn giỏi, hành động đúng lúc. Qua 4 lời răn trên, cô hy vọng rằng con dân của mình sẽ sử dụng tri thức và đạo đức để nhận thức hành vi của bản thân, ban lời chúc phúc cho họ được khỏe mạnh, đoàn kết cùng nhau bảo vệ nhà Quy Ly Tập. Dưới sự che chở và bảo hộ của hai vị thần, có thể nói Quy Ly Tập từng là khu vực phát triển và thịnh vượng nhất của Li Jue thời điểm đó, trước khi chiến tranh ma thần diễn ra. Guzhong có một niềm đam mê đặc biệt với các thể loại máy móc, bao gồm cả những cỗ máy của Conrier. Cô có một lãnh thổ riêng cùng với Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, dùng để cất giấu những máy móc nguy hiểm nằm sâu trong bí cảnh Hoa Thanh Quy Tàng Mật Cung trong khu vực Lục Hoa Trì. Ở quá khứ, cô đã dùng nơi này để nghiên cứu các cỗ máy nguy hiểm. Bí cảnh này có 2 màn, và để đánh 2 màn này, chúng ta cần có những nhân vật trên cấp 60, 70. Với những người chơi mới thì đây là một bí cảnh rất mạnh, có độ khó cao. Có lẽ đó là lý do bí cảnh này được đặt tại một nơi hẻo lánh, xa cư dân, và khi lần đầu đến đây, nơi này lại bị phong ấn. Trong cuộc đời của mình, Guzhong đã nghiên cứu và sáng chế rất nhiều loại máy móc. Trong số đó, có 2 sáng chế được nhắc đến trong sự kiện lần này. Đầu tiên là máy Guzhong, thứ hai là chuông tẩy trần. Cỗ máy Guzhong là loại máy bắn tên do Guzhong chế tạo. Cách đặt tên này có vẻ hơi đơn giản, nhưng mà hợp lý đấy chứ. Vừa đăng ký được bản quyền tác giả, vừa khẳng định được nó là một cái máy. Không rõ Guzhong tạo ra chiếc máy bắn tên để làm gì. Có thể là để có thêm công cụ bảo trợ, bảo vệ người dân khi bản thân không có khả năng chiến đấu, hoặc chỉ đơn giản là chế tạo ra để thỏa mãn đam mê về toàn bộ những thể loại máy móc mà thôi. Dù cho lý do là gì, thì ngàn năm sau nó đã phát huy tác dụng, được thất tinh Li Jue và các vị thần sử dụng trong hệ thống chiến đấu trước sự tấn công của ma thần Osir trong đại chiến bảo vệ cảng Li Jue, nhiệm vụ ma thần. Kết quả cuối cùng, người dân Li Jue đã được bảo vệ. Lời chúc phúc và sự bảo hộ của cô vẫn được duy trì cho đến ngàn năm sau. Máy Guzhong còn tồn tại đến ngày nay cũng nhờ sự bảo quản và cải tiến của một tri kỷ, đó là thần cò Lưu Vân Tá Phong Chân Quân. Người cũng là một vị thần yêu thích sự phức tạp của cơ quan thuật, và mối quan hệ thân tình với Guzhong cũng bắt đầu từ điểm chung đó. Tuy vậy, ban đầu Guzhong và Lưu Vân Tá Phong Chân Quân không phục và thường xuyên tranh luận với nhau về các sáng chế của họ. Trong một lần tranh luận như thế, thần cò đã nhờ một người nổi tiếng công tâm là Zhongli đến đánh giá về mẫu thử nghiệm của hai người để chọn cái tốt hơn. Trong hoạt ảnh sự kiện, ta có thể thấy được cơ quan mà Guzhong chế tạo là một vũ khí, trong khi chiếc máy của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân là một cái máy dệt. Tôi không hiểu bằng cách nào mà hai máy này có thể được so sánh một cách công bằng với nhau. Về phía Zhongli, sau khi xem cả hai bản thiết kế thì ông đã đánh giá chiếc máy của Guzhong cao hơn. Lưu Vân Tá Phong Chân Quân tin rằng Zhongli là người đánh giá công bằng và không thiên vị, nên cuối cùng người cũng thừa nhận rằng trình độ của Guzhong cao hơn mình một bậc. Tôi thì nghĩ rằng Zhongli đã có sự thiên vị ở đây. Một người mạnh mẽ và đảm nhiệm việc bảo vệ Quy Ly Tập chắc chắn sẽ có xu hướng ưa thích vũ khí hơn là một thiết bị dệt vải. Có thiên vị hay không thì chỉ có Zhongli mới biết được. Còn tình bạn của Guzhong và Lưu Vân Tá Phong Chân Quân trở nên ngày càng gắn bó hơn sau sự kiện đó. Guzhong còn được biết đến là một vị thần rất yêu âm nhạc. Tuy không có thiên phú ca nhạc, nhưng cô vẫn có thể tạo ra âm nhạc từ thế mạnh về cơ quan thuật của mình. Đó là lý do chuông tẩy trần ra đời. Guzhong cho rằng, tuy cơ quan thuật không thể thay thế hoàn toàn con người để phổ nhạc, nhưng thành phẩm của nó có thể so sánh với những tác phẩm đơn giản. Nếu đem so sánh với thời hiện đại, cái chuông này có thể xem là một loại trí tuệ nhân tạo, bởi nó có thể tạo ra những bản nhạc đơn giản. Ca Trần Lãng Thị Trân Quân là một vị thần của âm nhạc, hiện tại đang sống ở cảng Li Jue dưới thân phận là Bình Lão Lão, người đã từng rất ghét chiếc chuông này.
vì người tin rằng âm nhạc là tiếng vang của linh hồn, là thứ được bắt nguồn từ cảm xúc và xuất phát từ trái tim, nên tuyệt đối không thể nào tạo ra được từ cơ quan. Đây là cuộc đối đầu giữa trí tuệ nhân tạo và lý tưởng của một nghệ sĩ chân chính từ hàng ngàn năm trước. Hai vị thần ai cũng có lý do của mình, nên cuộc tranh luận dường như không có hồi kết, và một lần nữa lại phải nhờ đến sự can thiệp của đế quân. Cuối cùng, đế quân đã tịch thu chiếc chuông này để dùng cho việc tổ chức các nghi lễ, cần những giai điệu đơn giản và có thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Từ đó về sau, hai người trở nên thân thiết hơn và thường tụ hội ở trong núi để thảo luận về âm nhạc, cơ quan và nhiều thứ trong nhân gian. Đúng là tình bạn nào cũng bắt đầu trắc trở thì sau này sẽ càng gắn bó sâu đậm hơn. Bách hợp lưu ly là loại hoa mà Guizhong yêu thích nhất, cũng là loại hoa gắn liền với nữ thần này. Tương truyền rằng Zhongli và Guizhong lần đầu gặp mặt tại một cánh đồng tràn ngập bách hợp lưu ly, mà cô là đóa hoa xinh đẹp nhất, tỏa sáng nhất và sống động nhất. Cả người Guizhong dường như được tạo ra từ loài hoa này, dáng người nhỏ nhắn mảnh mai như thân hoa. Màu sắc trang phục chủ đạo là hai màu trắng xanh của cánh hoa và họa tiết cách điệu được điểm xuyết trên toàn bộ chiếc váy. Guizhong đã tạo ra loài hoa này, hay đơn giản chỉ phát hiện ra, yêu thích và nhân giống chúng. Điều này không có minh chứng rõ ràng, nhưng không thể phủ nhận rằng bách hợp lưu ly trông rất giống với những phiên bản mini xinh đẹp của ma thần bụi. Giữa vườn hoa đó, nữ thần bụi đã tặng Morat khóa trần thế. Cô gọi đó là tín vật của liên minh, chứa những món bảo vật là toàn bộ trí tuệ của Guizhong, và cô đã thách Morat mở được nó ra. Lời thách thức đó chính là sợi dây liên kết đầu tiên giữa hai vị thần. Như đã nói ở trên, Quy Ly Tập từng là một mảnh đất thịnh vượng nhất ở Lijue. Cho đến khi đại chiến ma thần nổ ra, Guizhong dù không có sức mạnh vô song, nhưng vẫn cùng các tiên nhân khác chiến đấu để bảo vệ người dân Quy Ly Nguyên, chống lại các ác thần và quái vật đến xâm chiếm Lijue. Trong cuộc chiến tàn khốc này, Guizhong đã không chống đỡ được mà qua đời. Khi Lưu Vân Tá Phong chân quân và Ca Trần Lãng Thị chân quân chạy đến nơi thì chỉ còn di hài của cố hữu. Zhongli đã đến trước Lưu Vân và Ca Trần trước khi hoàn toàn hóa đá giữa những đóa hoa bách hợp lưu ly. Guizhong đã dặn dò lời cuối với Morat, cô mong đế quân đừng đi tìm lời giải của khóa trần thế nữa, mà mong nham thần hãy thay cô chăm sóc những người dân nhỏ bé của Lijue. Cuối cùng cô lặng lẽ mỉm cười, toàn thân hoàn toàn hóa đá và dần dần vỡ ra, biến thành những hạt bụi li ti bao phủ khắp bầu trời. Tôi luôn tự hỏi đâu là nơi mà Guizhong đã nằm xuống. Mỗi khi đến dốc Phỉ Thúy, nơi có chín trụ cứu thế, có vẻ xung quanh luôn tối sầm lại, cho dù lúc đó đang là ban ngày hay đêm hay không. Khi ngước lên bầu trời, ta sẽ thấy có một khoảng trời đầy bụi đen dày đặc đủ để che phủ mặt trời. Cảnh tượng đó thực sự khiến tôi suy nghĩ rằng nơi đây chính là nơi mà Guizhong đã ngã xuống. Sau đó chiến tranh cũng kết thúc, nhưng Quy Ly Tập đã không thể như xưa nữa. Người dân di tán khắp nơi. Sau cái chết của Guizhong, Quy Ly Tập đã hoàn toàn sụp đổ. Một vùng đất rộng lớn phía bắc Quy Ly Nguyên đã bị ngập nước và bỏ hoang, ngày nay trở thành đầm lầy địch Hoa Châu. Có tồn tại rất nhiều giả thiết xoay quanh mối liên hệ giữa ma thần bụi Guizhong và thiên quyền Ninh Quang. Đương nhiên sẽ có rất nhiều trường hợp người giống người, đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên cần nhớ rằng Lijue là một đất nước mang nặng tư tưởng văn hóa Trung Quốc, nơi câu chuyện của các vị thần hạ phàm hay chuyển sinh làm người trở nên quá đỗi quen thuộc. Vì vậy bí ẩn về sự tương đồng giữa Guizhong và Ninh Quang cũng rất đáng để chúng ta tìm hiểu. Nhằm thần Zhongli đánh giá thiên quyền tinh rất cao, bất chấp số công việc mà cô ấy phải giải quyết trong một ngày, Ninh Quang vẫn luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Quả thực là một viên ngọc quý hiếm. Tôi nhớ lại khoảng thời gian cô ấy thường đi chân trần từ bãi cạn Gia Quang Đàm đến bến tàu phía nam, cố gắng giao bán những món đồ của mình. Thời gian đúng tàn nhẫn với con người. Ninh Quang sở hữu một trái tim hoàng kim, luôn chăm chỉ làm việc cống hiến cho phồn vinh của Lijue. Lijue là một quốc gia lâu đời bậc nhất của lục địa Tevat và cũng là quốc gia có lượng dân số rất lớn. Phải công nhận là Morat có một quỹ thời gian rất lớn để có thể làm nhiều việc. Nhưng em có thấy lạ khi một nham vương đế quân trăm công nghìn việc lại âm thầm dõi theo quan sát quá trình Ninh Quang từ một thiếu nữ không có gì trong tay phải đi bán những món đồ lặt vặt cho đến khi trở thành một quý bà quyền uy và sắc sảo như hiện tại? Điều gì đã khiến một vị thần như Morat để ý và theo dõi quá trình trưởng thành một con người nhỏ bé? Có thể nham thần đã thấy được bóng dáng của cố nhân qua ý chí mạnh mẽ và những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ninh Quang. Cô cũng đã chứng minh năng lực của mình khi trở thành quý bà giàu có và quyền lực nhất Lijue. Thứ hai là loài hoa bách hợp lưu ly. Trong truyền thuyết, bách hợp lưu ly sẽ nở khi có âm nhạc trong trẻo đẹp đẽ tác động vào. Mùi thơm khi hoa nở sẽ mang đến những ký ức tươi đẹp cho vùng đất này. Ta đã biết bách hợp lưu ly chính là biểu tượng của ma thần bụi, và Guizhong yêu loài hoa này hơn bất kỳ loài hoa nào khác trên lục địa Xe Vát. Chúng ta có thể thấy điểm chung này ở Ninh Quang. Cô cũng đặc biệt thích bách hợp lưu ly vì cô thấy giá trị và vẻ đẹp tiềm ẩn của chúng, và loại nguyên liệu đột phá của Ninh Quang cũng là loài hoa này. Guizhong đặc biệt tốt bụng, yêu thương và cảm thông sâu sắc với loài người. Lý tưởng của cô là nuôi dưỡng và dạy dỗ nhân dân, chủ trương thu hẹp khoảng cách giữa sức mạnh con người và tiên nhân bằng việc áp dụng trí tuệ vào cuộc sống. Đối với Ninh Quang cũng vậy, cô được biết đấy là một người cực kỳ tốt bụng và thân thiện với những người xung quanh mình, và chỉ giữ thái độ nghiêm khắc với những chủ doanh nghiệp. Vị trí thiên quyền mà cô đang nắm giữ có vai trò quản lý và điều hành quốc gia Lijue. Mặc dù một lòng tôn sùng đế quân, nhưng Ninh Quang chưa bao giờ coi nhân dân Lijue yếu đuối
và phụ thuộc hoàn toàn vào tiên nhân. Điều này thực sự giống với tư tưởng và niềm tin của Guizhong dành cho nhân dân của mình. Tài năng của Guizhong được Lưu Vân Tá Phong Chân Quân công nhận từ hàng ngàn năm trước. Cô được ca ngợi là vị thần tinh thông kiến trúc và các nguyên lý của các cơ quan. Trong một cuộc nói chuyện nào đó, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân cũng so sánh Guizhong với một người nào đó, cũng là một kiến trúc sư giỏi. Và ở trong một tòa các trôi nổi, cả Guizhong và Ninh Wong đều là những người am hiểu lĩnh vực cơ học và kiến trúc. Thậm chí, để mà so sánh công bằng thì Ninh Wong có phần giỏi hơn khi có thể lồng ghép hai lĩnh vực đó một cách tài tình để tạo nên một quần ngọc các đồ sộ và vững chãi như vậy mà không dùng đến sức mạnh của tiên thuật. Trong nhiệm vụ Lưu Vân, chương 1 màn 1, chúng ta đã phải nấu 3 món dâng lên Lưu Vân Tá Phong Chân Quân để có thể vào yết kiến người. Đó chính là 3 món ăn khi xưa Lưu Vân đã ăn cùng đế quân và Guizhong trong nhiệm vụ thế giới ủy thác của tiên. Ta đã biết được món ăn yêu thích của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân là canh châu chấu phỉ thúy, bạch ngọc. Do đó, thịt mora có thể là món yêu thích của một trong hai vị thần còn lại. Và trùng hợp thay, món ăn đặc biệt của Ninh Wong lại là thịt mora càn khôn. Cuối cùng, danh thiếp của Ninh Wong có tên là cốt cách phượng hoàng. Trong các điển lễ thỉnh tiên hàng năm, nham thần Morat đã luôn xuất hiện trước dân chúng dưới hình dáng một con rồng. Ở văn hóa Á Đông, hình tượng rồng và phượng hoàng thường đi đôi và có vị trí ngang hàng với nhau. Từ thời phong kiến, rồng là biểu tượng tượng trưng cho hoàng đế và phượng hoàng là tượng trưng cho nữ vương hay hoàng hậu. Trong trường hợp của Ninh Wong, cô chính là nữ hoàng nắm trong tay quyền điều hành của một quốc gia rộng lớn. Có lẽ Morat đã nhìn thấy điều đó ở những con người Li Jue, ở Thất Tinh và đặc biệt là ở Ninh Wong, để có thể tin tưởng giao lại sức mạnh người dân nơi này, giấc mơ về một đất nước hùng mạnh kéo dài đến ngàn đời sau của hai vị thần. Đó là một vài những dấu hiệu rõ ràng nhất mà nhà phát hành đã cài cắm trong trò chơi, như một điểm chung vô tình giữa Ninh Wong và ma thần bụi Guizhong quá cố. Nhưng không phải tự nhiên mà nhà làm game lại cho hai người ở hai thời đại khác nhau có những điểm chạm từ rất nhỏ đến rất lớn như vậy, phải không nào? Dù sao thì đây cũng chỉ là giả thuyết. Dù cho Ninh Wong có thật sự là hậu kiếp của Guizhong, thì mong ước lớn nhất của cả hai người đã hoàn thành. Đó chính là nhìn thấy con dân Li Jue thực sự trưởng thành, có thể tự bảo vệ lấy bản thân mà không phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh của tiên nhân nữa. Trên đây là những gì chúng ta biết được về một trong những vị thần cổ xưa nhất từng trị vì Li Jue cùng với nham thần Morat. Mặc dù thời gian tươi đẹp và hùng vĩ không kéo dài được lâu, chiến tranh nổ ra đã cướp đi sinh mạng của vị ma thần nhân hậu đó, để lại cho những người bạn nỗi đau và mỗi khi nhắc đến vẫn đau đáu âm ỉ dù hàng thiên niên kỷ đã trôi qua. Nhưng chẳng phải vẫn còn lại đó những tư tưởng cấp tiến, những lời gian dạy người dân của cô sao? Vẫn còn những di vật như cỗ máy Guizhong đã tham gia trận chiến bảo vệ cảng Li Jue, chuông tẩy trần đã thực hiện những nghi lễ quan trọng của đất nước. Có thể nói cảng Li Jue bây giờ chính là cảng Li Jue trong ước nguyện của Guizhong. Dù mất sớm nhưng hình dáng của cô vẫn luôn xuất hiện ở đâu đó nơi bến cảng giàu có nhất Thevat này. Cô biến mất mà vẫn luôn hiện diện trong suốt những ngày tháng lịch sử của nơi này. Đó thực sự là một vị thần vĩ đại. Anh em thấy câu chuyện này như thế nào? Nhớ bình luận phía dưới cho tôi biết nha. Và đừng quên bấm like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của kênh ra trong tương lai nha. Còn bây giờ thì MG Gaming xin chào.